các bạn trên channel của mình. Thì nếu các bạn thấy channel của mình hữu ích thì các bạn có thể nhấn subscribe, nhấn đăng ký, like hoặc share video cho bạn bè của chúng ta. Nhấn nút đăng ký để khi mình cập nhật những video mới nhất thì các bạn có thể xem được dạng những video đó. Ok, và bây giờ mình sẽ tiến hành vào chủ đề. Hello chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn thủ thuật rất đơn giản này. Đấy, mình chỉ là thằng sửa điện thoại cùi bắp thôi, nhưng mà hôm nay mình sẽ mua với các bạn về cách phá bắp cái điện thoại Samsung đua dược này, nó bị khóa màn hình các bạn xem. Đấy. Thấy chưa, nó bị khóa màn hình. Nó bị khóa màn hình. Nó bị khóa màn hình. Thì mình sẽ hướng dẫn với các bạn là cách fix như sau. Chứng minh ba bản nhá. Đây này, các bạn tắt máy này. Mình sẽ tắt máy cho các bạn. Đây là một là mình không biết mật khẩu, hai là mình ghé mật khẩu cái này ấy mà không có cái mà mình không có địa chỉ email để điền vào ấy, thì mình không thể chạy cái máy này được chưa? Mình không thể mở máy này được, thì có mình một là mình có thể up ROM qua điện thoại, qua máy tính được chưa? Cách đơn giản nữa là mình có thể sử dụng phím cứng để reset lại cái máy này. Đấy. Còn cách thứ ba là nó có một cái bộ phần mềm, nó chỉ cần reset cái password user cài đặt các chức năng như màn hình nền thôi, còn lại các chức năng hệ thống data nó cũng không mất dữ liệu, nhưng mà cách kia nó hơi khó. Mình sẽ hướng dẫn các bạn theo cách hai là cách reset bằng phím cứng. Các bạn đầu tiên các bạn tắt máy hoặc là rút pin ra hết, máy đang khởi động các bạn tắt máy nha, tắt máy cho nó rút pin ra cho an toàn, rút pin ra cắm pin lại, sau đó tắt máy bật lại máy, bật lại những phím nguồn và phím volume và phím home nữa trong vòng mấy giây, sau đó thả ra vẫn giữ phím phím home và phím nguồn trong mấy giây. Giữ phím nguồn và phím tăng lượng và giảm âm lượng nha. Nhầm, mình chưa vào được, mình sẽ rút đi. Đấy, nó sẽ ra như này. Phím home, phím nguồn và phím tăng lượng ra màn hình LicoLibot nha, bạn thấy chưa? Đấy, giao diện như này, các bạn sẽ bấm phím giảm âm lượng để di chuyển xuống, tăng âm lượng để chạy lên, được chưa? Sau đó bấm phím chọn là phím nguồn để chọn. Đầu tiên là cái vòng phần này là phần LicoLibot System nào, có nghĩa là khởi động lại điện thoại ngay. Có nghĩa là cách thứ hai là mình sẽ sử dụng chức năng update from ADB, được chưa? Từ máy tính. Cái thứ ba là factory reset, cái thứ ra là VPK, có nghĩa là reset tất cả các cài đặt trong hệ thống, bao gồm dữ liệu data của các bạn. Còn cách này là format cái phân vùng của các bạn, partition. Đây là apply đến cái file ROM hay là file zip của hệ thống trong thẻ nhớ hoặc là trong bộ nhớ máy. Đây là phím cũng là update from trong hệ thống. Mình sẽ quên hai mục này, reset toàn bộ máy, được chọn yes all. Yes. Đây nó sẽ format đây, các bạn thấy chưa? Mình đang xóa này. Đấy. Đang xóa.
đã xóa thành công các bạn xem đây. Mình sẽ có mục này, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển xuống. Chọn một partition này. Đấy. Nó sẽ xóa xong. Xóa xong ra ngay nó xem mình, bây giờ mình sẽ reboot nào. Bấm phím nguồn. Đấy, máy sẽ khởi động lại. Và tiến hành cài đặt lại các user và password của nó. Các bạn chờ trong quá trình nó hoàn tất nhé. Chờ nó khởi động. Tôi đang cài đặt thịt đòi tổng các phần mềm với chi hệ thống. Rồi các bạn chọn tiếp theo này. Rồi chọn link này. Tiếp này. Tiếp này. Không này. Và bây giờ này. Tiếp này. Tất cả các dòng điện thoại nó làm tương tự như các bạn. Và các bạn nick đi và đăng nhập tài khoản cho chạy thôi.
chưa? Lênh lách đi là tài khoản này ok, chỉ có chào bạn, chúc bạn thành công. Đây là nó đang bị cái tài khoản của máy, tài khoản Samsung được chưa? Nó xử lý xong nếu bạn lách tiếp thế này, dòng đây là dòng Samsung SMG313HZ đấy ạ. Đấy, giao diện đã được khởi động lên. Ok, chào các bạn chủ quản thành công. Đây, phiên bản là thiết bị là SMG313HZ, phiên bản hiện hành Android 4.4.2 và phiên bản Big Ben nó. Ok, chào bạn, chúc bạn thành công.